Vâng, tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một lô gốc ngã tư cũng tại khu vực Nam Đi Phương, Hòa Xuân luôn. Lô bên kia nha quý anh chị, với diện tích là 165m², chiều ngang 8m5, dài 20. Đây là lô gốc ngã tư đường Đậu Quang Lĩnh và đường Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung là đường nào nha quý anh chị? Mạc Đăng Dung là chúng ta đi 100m cũng ra bờ sông. Còn đường này là đường Đậu Quang Lĩnh này. Đây, Đậu Quang Lĩnh chúng ta đi ra vài bước là chúng ta đến đường đại lộ Diên Hồng. Khu vực này thì nhà cửa đã nhiều rồi quý anh chị ha. Kế bên chúng ta sẽ có một lô gốc vừa xây dựng xong. Lô gốc khá là lớn vừa xây dựng xong, quán pizza nha quý anh chị. Khu vực này thì khu sinh thái Hòa Xuân. Đây, khu đường 75 hết quý anh chị, 75 và vỉa hè 4m mỗi bên. Khu vực cây cối xanh tươi, đường xá sạch sẽ rất là đẹp luôn. Và hôm nay thì tôi chỉ gửi đến quý anh chị lô gốc này, 165m², chiều ngang 8m5, dài 20. Đây, cái lô đang có bụi chuối này quý anh chị ha. Một lô này thì ngã tư, nên đây quý anh chị chúng ta mua làm xây dựng nhà ở biệt thự hay là tòa căn hộ rồi kinh doanh được rất là tốt nha quý anh chị. Vị trí hai mặt tiền. Vị trí hai mặt tiền, khu dân cư này đông đúc rồi. Và căn lô này thì đang chào bán với giá là 7.6 tỷ. 7.6 tỷ nha quý anh chị. 7.6 tỷ vẫn còn thương lượng. Đây, đó ra bờ sông đúng là 100m. Lô này thì hướng đông nam và hướng đông bắc nha. Mặt chính là hướng đông nam, mặt hông là hướng đông bắc. Nói chung khu này thì chúng ta định cư rất là tốt vì đa số là dân mới. Dân mới ở ngoài tỉnh rồi tới nhiều. Quý chị thấy đường xá sạch sẽ không? Có ô tô rất là nhiều. Lô gốc này đang chào bán với giá là 7.6 tỷ nha, 165m². Quý chị thiện chí cần mua để chúng ta xây nhà hoặc xây biệt thự, căn hộ thì hãy liên hệ Tứ Chiến. Công ty Tứ Chiến cũng tặng lại quý anh chị 1% giá trị hoa hồng khi quý anh chị mua nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video lần sau. Vâng, tiếp tục bay flycam. Đây, cái trên này chúng ta là lô đất ngay bụi chuối đó quý anh chị ha. Trên này chúng ta sẽ thấy được toàn cảnh khu vực Hòa Xuân. Thì Hòa Xuân thì Chiến cũng đã review rất là nhiều rồi. Khu vực khu dân cư quý anh chị thấy nhà cửa rất là đẹp luôn. Nhà mới cũng như là đường xá rộng rãi sạch sẽ. Hòa Xuân là chúng ta có một khu đô thị sinh thái ven sông, bốn bề là sông luôn. Rất không khí rất là trong lành. Lô đất này thì ngay ngã tư thì quý anh chị có thể chúng ta sau này làm nhà nghỉ hoặc là vừa làm về nhà ở vừa làm cho thuê kinh doanh buôn bán cà phê vân vân. Khu này đã đông dân cư được quý vị thấy ha. Vâng, quý anh chị nào đang có chúng ta tầm khoảng 4-5 tỷ chúng ta có thể tham khảo phường Hòa Xuân. Về đây định cư ở rất là tốt luôn quý anh chị ha. Và khu vực Nam Tri Phương Hòa Xuân là khu vực đáng sống nhất của thành phố Đà Nẵng hiện nay. Với giá bán giá đất hiện nay thì vẫn tầm khoảng 3 tỷ đâu quý anh chị. Giá bán rất là tốt hiện nay cho quý anh chị định cư. Đây, lô đất chúng ta đây quý anh chị ha, 165m với giá bán là 7.6 tỷ, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị thiện chí muốn mua nha. Nằm ngay trục đường Đậu Quang Lĩnh và Mạc Đăng Dung. Khu vực này khu sinh thái cho nên là chúng ta cách một đến hai block thì chúng ta sẽ có một công viên riêng. Phía bên này chúng ta sẽ là đường Diên Hồng. Đường Diên Hồng đại lộ chúng ta có bốn góc, bốn sân banh rất là đẹp nha quý anh chị.